Xin chào cả nhà, đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình. Nay hai vợ chồng vô bếp nấu bún riêu tôm càng cả nhà ơi. Thường thường là người ta ăn bún riêu cua đồng nha, nhưng mà bữa nay mình đổi đi, mình làm bún riêu tôm. Mình lấy mấy cái càng này nè, mình xay ra, mình lấy cái phần thịt trong đây để mình làm riêu. Chứ thấy lúc nào ăn con tôm này cũng bỏ hết mấy cái càng này, uổng quá. Ở đây thì sáng anh Khoa anh có mua được cho mình là 1,5 kg tôm càng nè. Bên đây là xương heo để hồi mình nấu nước ngọt. Thịt nè, đặng hồi mình luộc chứ mình xay ra để mình làm cái riêu nha. Bên đây thì có thêm là huyết nữa, đậu hũ, củ hành, hồi mình cho vô nước mình nấu, mình lấy nước ngọt. Về phần rau thì ở đây mình có bắp chuối này, bắp chuối vườn nhà nha, mới bẻ vô luôn nè. Bún, cà chua, rau hôm, rau muống, giá. Giờ đầu tiên là mình sẽ đi luộc tôm. Mình cắt cái càng ra trước. Càng này bé quá. Mình lột, mình sẽ lấy cái phần vỏ đầu tôm này nè. Rồi mình nấu cái nước cho nó ngọt luôn. Lấy mình nấu nước súp luôn. Ê, này là cục gạch. Để hồi mình làm cái riêu. Trong đây có cái cục dơ nè, mình bỏ nha. Cắt bớt cái phần này đi. Đây, mình cho cái đầu qua bên đây. Cái phần này là để hồi mình xay, mình làm cái phần riêu cua. Riêu tôm chứ, lộn. Thường khi ăn bún riêu... uống rượu cua không à, cho nên quên. Cái mình này thì mình lột ra, mình để hồi luộc nguyên con. Đây, tôm nó còn tươi, lột ra rất là ngon. Con này mình rút kinh nghiệm rồi, cắt cái đầu nó. Cái phần thịt này nè, nguyên cái phần đầu này luôn mình cắt mình lấy lại. Rồi hồi mình xay mình làm cái riêu. Đây, nó rất là nhiều gạch luôn. Mình sẽ lột hết rổ này luôn nha cả nhà. Cái càng lấy lại luôn. Đây thì mình có bắt nước để mình trụng xương nè, cho hết vô, trụng cho nó ra bớt cái nước đen ở trong xương, xong rồi mình mới đi hầm nha. Mình cho vô đây miếng muối. Xương mình luộc nãy giờ nó cũng sôi lên, nó cũng được rồi nè. Nó ra rất là nhiều chất dơ luôn. Giờ mình vớt ra nha. Vớt hết ra xong rồi mình rửa lại nước lạnh một lần nữa cho nó sạch. Rồi bắt đầu mình mới bỏ vô mình hầm nha cả nhà. Cái này mà để nấu ăn nó đục nước lắm.
trần vậy thì nó tốt hơn, rồi mình nấu nó nước nó trong hơn. Nồi nước mình bắt để hầm xương cũng sôi rồi nè. Giờ mình cho hết xương vô mình hầm. Đây có thêm miếng thịt nữa. Cái phần vỏ tôm nãy mình lột nè cả nhà, mình cũng cho hết vô luôn nha. Cái phần vỏ này chứ hầm ra nó ngọt nước lắm. Giờ mình cho vô đây là nửa trái khóm, củ hành, dài củ hành tím. Cho thêm vô đây nửa muỗng muối. Tôm mình lột xong rồi nè, giờ mình cái phần càng với cái phần cái đầu của con tôm nè, để vô mình xay. Cái phần vỏ thì mình để vô mình nấu luôn rồi, hầm lấy nước ngọt. Mình xay cái phần càng trước nha, cái đầu rồi xay sau. Mình xay thử một lần ít trước đi, mình thấy cái càng này nó cũng cứng cứng quá. Biết ổn không đây? Cũng ra thịt thôi chứ nó không có nhuyễn cái xương lắm. Mình cho thêm vô tại nó còn ít quá nè. Cho thêm cái phần đầu vô xay luôn. Này mình chia ra hai lần quá. Wow, sẽ chút văng luôn rồi. Wow, cái phần gạch nó rất là đỏ luôn á. Đeo bao tay cho nên là mình vét luôn, khỏi lấy cái muỗng. Ngon quá, rất là nhiều thịt. Mình xay hết luôn. Tôm này rất là nhiều gạch. Xay xong rồi, mình cho vô đây miếng muối, cho nước vô. Khuấy cho nó tan ra, đặng mình lượt, mình lấy thịt. Rồi đặt. Cái gạch nó đỏ ngon quá. Cái này thì mình nghĩ luộc chắc dễ hơn cua. Luộc vô cái son để mình luộc luôn.
cái rầy nãy nó khít quá, mình đổi cái rầy này cho nó thưa rồi cho dễ luộc. Này mình cho nước vô hoài, mình luộc tầm khoảng 3-4 lần nó mới hết được cái thịt này. Phần thịt tôm đã luộc xong rồi, giờ mình bắt lên mình nấu cho cái phần tôm nó nổi lên rồi mình vớt ra nha. Giờ mình sẽ đi xay thịt, đang hồi mình làm cái riêu. Thịt thì mình xay nó hơi quá rồi, nó muốn hành chả luôn rồi cho nên nó thành màu trắng luôn rồi. Với lại thịt này hơi nhiều mỡ nha. Lần này mình rút kinh nghiệm xay hơi thôi. Thịt nó nhiều mỡ quá. Phần tôm mình luộc ra, mình luộc nãy giờ cũng được rồi nè. Giờ mình vớt cái phần riêu của tên. Wow, quá chừng thịt luôn. Cái này nó đặc hơn là của con cua cả nhà ơi. Vớt mình đổ ra đây đi. Cái nước này lên nó chứ nó không có trong bằng cua. Như nó đục vậy. Wow, quá chừng thịt luôn. Phần riêu tôm mình vớt ra hết rồi nè, giờ mình để vô cái vợt, mình kê lên nha, cho cái phần nước nó nhiễu ra hết. Mình bắt chảo bắt dầu sôi lên, mình phi hành tỏi. Rồi mình xào cà chua nha, rồi mình phi hơi nhiều, rồi mình lấy ra bớt miếng, mình ướp thịt. Tỏi hành mình phi cũng vàng rồi, giờ mình múc ra bớt. Mình múc ra mình chừa lại miếng, mình xào cà chua nha. Mình cho vô đây màu dầu điều. Nấu bún riêu rồi phải có màu dầu điều. Mình xào sơ qua thôi, rồi mình cho vô nồi nước mình nấu. Mình sử dụng cái chảo xào cà chua nãy nè. Giờ mình cho lại miếng dầu. Dầu hành phi nãy để mình xào tôm. Tôm nãy mình lột rồi nè, cho hết vô. Mình nêm vô đây một miếng bột nêm, mình cho bột nêm thôi.
mình xào sơ qua vậy nè, rồi mình cũng để vô nồi nước súp mình nấu luôn, xào vậy cho con tôm nó thơm. Được rồi nha, mình tắt bếp. Mình sẽ quay lại mình làm cái phần chả, mình cho hết thịt vô. Cái phần tôm nãy mình vớt ra nè, để nãy giờ ráo nước rồi nè, nó cũng không ráo khô lắm, mình cho hết vô. Mình cho vô đây 4 quả trứng gà. Mình sẽ ướp vô đây, mình cho cái hành tỏi phi nãy nè, cho vô một miếng. Cho thêm hành tỏi sống vô. Ướp vô đây là muối, đường, bột ngọt. Thêm vô là một miếng tiêu nữa. Mình ướp thêm vô đây hành lá nữa. Rồi mình khuấy đều lên. Nồi nước súp mình hầm nãy giờ, xương hầm nãy giờ cũng được rồi, giờ mình vớt hết ra. Cái nước mình hầm á, có cho cái vỏ tôm vô nè, với cái đầu tôm vô mình hầm, nó có cái mùi thơm. Vớt ra hết rồi, cái phần nước riêu tôm nè, mình cho hết vô. Nước thì nó không có trong cả nhà ơi. Chồng mình đổ giùm mình. Rồi nước mình nấu nãy giờ cũng sôi lại rồi nè. Giờ mình cho cà chua vô. Đây mình có cho thêm huyết heo nữa. Đậu hũ mình cũng cho vô hết luôn. Tôm nãy mình xào rồi nè, nó chưa có chín thì mình cũng cho hết vô để mình nấu cho nó chín luôn. Nước mình bắt sôi để mình hấp chả. Sôi rồi mình cho vô. Mình nêm vô đây muối, đường, bột ngọt mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Mình khuấy đều lên. Nồi nước này của tôm nó không có được trong như của cua cả nhà. Chả mình hấp nãy giờ cũng lâu cũng được rồi nè. Giờ mình sẽ cho trứng vô. Mình cho thêm một lớp trứng. Tròng đỏ trứng mình cho lên trên mặt. Đều ra. Mình cho thêm một miếng hành lên trên mặt. Tí mình cho thêm vài lát ớt nha. Rồi mình hấp cho chín nữa là được. Nồi nước của mình cũng đã được rồi, mình nêm vừa ăn rồi mình cho vô đây một miếng là ngò gai với gốc hành nữa là xong nha cả nhà. Wow, rất là thơm.
cái nước nó rất là ngọt. Giờ thì mình múc vô tô nha. Ồ, nước rất là nóng luôn, nó đang sôi, mình hạ lửa xuống nè. Này mình múc vô luôn, mình không có trút ngược tới ra nha. Rau này thì nó cũng dễ chín lắm. Giờ thì mình sẽ múc cái phần chả này ra nha. Này thì mình múc ra mình để riêng ở ngoài, hồi hai vợ chồng đứa nào ăn nấy lấy. Cái chả này thì mình làm như nó không có được dẻ lắm, này chắc phần thịt bị nhiều. Ôi ơi em ơi, có mùi mắm rồi, nó phát hiện rồi. Còn ấy phải không? Ừ. Ê, quậy lên anh, dắt chanh vô. Dắt miếng chanh vô. Bỏ ớt vô rồi nè. Nên anh dắt hết miếng rồi đó mà. Chưa khuấy lên phải không? Thêm. Khuấy lên. Thêm miếng vô. Đó. Ăn mắm là phải vậy nha. Khuấy cho nó bông lên. Cho nó chín. Mắm nó chín. Ngọt ha. Vậy nó mới an toàn. Ôi. Thôi mà đã cho miếng cho miếng liền mới được. Cho miếng liền hả? Đây. Rồi. Xác vô, có ớt nữa. Thôi, chút ăn ớt để thêm. Ôi chiếc nước. Bún okay. Riêu là phải có mắm. Có mùi mắm à. Nhưng mà bữa nay đặc biệt là bún riêu tôm. Bún riêu tôm, thường thường là bún riêu cua. Anh cũng mới ăn món này luôn. Em thấy rồi em làm theo á. À. Nó cũng dễ làm. Anh cứ nghĩ là đó giờ tôm đâu có lược kiểu đó ha. Ừ. Ai về lược nó cũng ra. Thấy bỏ cái phần gì? Tôm hả? Càng. Con tôm càng mà bỏ đây. Cái càng hết trơn à. Trời em. Ừ, ăn đi anh. Dầm dầm ra cho nó ngọt nước. Trời. Đây. Thôi mời cả nhà một miếng bún riêu tôm với hai vợ chồng mình nha. Mời cả nhà. Ôi nó phát hiện ra có tôm rồi. Thơm quá. Ừ. Ngon nha. Thử một miếng riêu tôm. Tuyệt vời. Nó thơm, nó ngọt. Thơm quá hả? Ngọt. Ngọt nữa. Ớt là qua anh hết. Cái đỏ này đỏ tự nhiên luôn em. Cái gì? Ừ. Màu đỏ của tôm. Gạch đâu bỏ gạch đâu rồi. Đi đâu. Ừ, đâu bỏ màu gạch tôm đâu. Mà hạt đều chứ. Hạt đều nhưng mà trong cái tôm này nãy mình đâu có. Nó có gạch rồi, đâu có bỏ thêm. Mắm hơi bị nhiều quá. Nhưng mà chắc không sao đâu, nó lỏng ra hành nước rồi. Cái mắm hồi. Mắm bít nó không thơm. Tại mình ăn mắm được á. Chứ mấy người ăn mắm không được thấy mắm sợ. Cái riêu à. Tuy là nó hơi bở nhưng mà nó chất lượng nha. Theo anh là thêm trứng vô chắc nó đặc rồi. Ừ. Hay là tại thịt nhiều quá. Anh nghĩ là mình làm hơi ít trứng. Cái thịt con tôm vớt ra nó nhuyễn nhừ ha, nó không có khối với cua. Hay tại mình sai nhuyễn quá. Không biết nữa. Cua thì mình hay đâm á. Ừ. Con cua nó cũng nhuyễn mình mới lượt nước được hay mà. Hay là tại nó vậy. Tại chắc thịt là nó dậy con quá. Con nó vậy á. Thịt con tôm nó mềm á. Đúng không? Ừ. Ừ, ngon. Ừ. Cái miếng này hơi to rồi nha. Ăn cuộn rồi. Ừ. Nó ngon.
chồng ăn giùm này chồng. Ta gọi cho mấy béo chứ. Thôi. Ăn rồi là khỏi ăn cái tô này luôn á. Để lên hồi cũng phải pha vô chứ anh ăn cái nó không lâu nổi. Chấm một miếng mắm. Ít thôi. Số 1. Ăn muốn dưa là phải có huyết nè, một miếng huyết à. À huyết có nước cốt dừa em. À cái chỗ đó bán hả? Huyết có nước cốt dừa à. Lạ ha. Sáng anh mua hay là anh mua thịt cho? Anh mua á. Có khi thì cho, nửa mua nửa cho. Đúng rồi. Nửa mua. Có khi vui á thì cho. Có bữa anh mua cái còn cái khúc cù ở sau á, giống như nó hơi như bị như bở, bị nát ra, nó cho hết nguyên luôn. Tại dạo này mình không mua thường á, chứ lúc trước mình làm thường á. Trước khi cho anh không lấy. Không có ăn lấy gì chết. Không có ăn gì hết, không lấy. Để cho người khác. Thôi lấy gì không ăn, bỏ uổng. Để cho người khác, người ta có người ta ăn. Ngộ quá, cái huyết nó ngộ ghê. Anh mới ăn cái kiểu huyết này luôn á. Cho nước cốt dừa béo quá. Trời ơi mấy con này. Cái gì vậy? Không vui. Cái nước nó ngọt á anh. Cái nước thấy con gạch tôm không? Hầm xương nó chất lượng luôn mà. Một loại nước đậm đặc. Người ta nói cái vỏ thơm á. Nấu thì chứ nó ngọt, thấy nó vậy á chứ nấu nó ngọt. Anh cảm thấy mình lột ra cái thịt đó, nó vẫn còn dính trong cái vỏ đó. Chứ không phải nó chốc lóc nó sạch không nè. Nó cũng phải còn thịt dính lại ha. Nó không có chốc hết luôn. Bởi cái cục đầu á, mình lấy mình xài á. Quá trời thịt luôn. Cái mùi tôm á. Mùi tôm. Mùi hải sản. Thịt với lại có gạch đó. Nó làm cho ngọt nước. Quá tuyệt. Nấu thì lâu chứ ăn mấy hồi. Nhưng mà ăn. Ăn một lần cả nhà ăn chứ ăn mình ăn hay chồng ăn đâu hết đâu. Nấu nhiều mà. Anh gấp thêm ăn đi. Không còn. Trong đây nó quá nhiều gạch làm như ăn như nó bị ngất ngư rồi. Nó bị sai á. Em ăn em bị sai mà. Em đâu có ăn được cái gạch đâu. Ăn vô làm như người nó nghỉ ngợt rồi. Nhũng nhũng rồi. Không ăn nữa. Ăn ít thôi. Ăn thì nó ngon á. Miếng thịt chất lượng luôn á. Thịt ba chỉ. Làm phần thịt. Phần mỡ, phần thịt, phần da. Da, mỡ, thịt. Như vậy nó mới béo á. Cái này mà em lấy mua thịt đùi á. Không béo. Không béo cái ngắt. Mấy con này nó phát hiện cái mùi tôm nè. Để cho quên ăn con tôm thử coi. Ngon quá là ăn rau không? Nè anh chấm đi, đổi bên đi. Không được rồi. Em cũng hạn chế ăn mắm. Tôm tươi đúng là tôm tươi. Thịt dai. Mắm này là mắm sống phải không anh? Nhưng mà nhắc canh vô rồi mà. Nhưng mà nó cũng không chín như mình nấu á. Nhắc chanh vô là nó tán này. Để cho miếng chanh nè. Để ngồi ruột, có hai vợ chồng ăn. Tại vì rau này còn ăn được á. Cái gì, em tính nói gì. Nhưng mắm ruốc thì ăn được. Em dám ăn. Tại vì biết sao không, mắm ruốc á, thèo lên xong rồi á, nấu lại nữa. Nhưng bình thường thì
ăn được hết. Bây giờ em không dám ăn thôi. Nhiều không tốt. Ừ, chứ thật ra có nhiều người ta vẫn ăn thôi. Cái này ăn bình thường yếu trong mình ha, ăn là bị nhức mình lắm á. Và đau cổ rồi đủ thứ luôn á. Mắm nè. Nhưng mà em nhớ hồi đó anh ăn mắm ruốc anh hay bị đau họng phải không? Bây giờ cũng vậy mà, ăn nhiều cũng bị à. Cái đó là dấu hiệu sắp bệnh. Anh mà bị đau cổ là mắm nêm cũng vậy. Anh mà bị đau cổ là anh biết rồi đó, sắp bệnh rồi đó. Nhưng mà mình nấu lên nó cũng dù gì nó cũng đỡ hơn. Lấy cục ăn đó anh. Nguyên cục ấy nè. Nguyên cục nhiều quá. Dễ hả? Dễ hả? Cái đầu. Thôi ăn hết đi. Còn cả đấm luôn á. Quá. Ôi đã chưa nè. Quậy quậy vô nước. Anh thích ăn ngon. Gì nè. Thấy gì ngon đó mà hả? Gạch nhiều quá. Đỏ ao luôn. Nhưng mà không có gạch thì là không ngon. Đỏ là đỏ gạch không á. Nếu bình thường mình ăn con tôm á là cái càng với lại cái đầu nó là mình ăn đâu có nhiêu đâu. Cắn bỏ à? Ừ, nhăn bỏ hết. Làm món này ăn được hết luôn. Còn cái đuôi nè, biết là nãy bứt cái đuôi xài luôn. Nấu nó cũng ra hết nước ngọt rồi. Hết nước rồi. Nãy múc thấy ít nước. Ai vậy giờ ăn lại còn nhiều nước quá. Em không ăn nước á. Với cái không à. Em ăn cục, có ăn cục chả nên giờ làm như tối mặt tối mày. Bị sai à. Giờ ăn gạch cua cũng bị phải không? Nhưng mà đặc biệt cũng đều. Con cua gạch khói ăn không bị. Cũng được, cũng biết lựa. Không thiệt, cái đó là thiệt. Cái con nào mà cái gạch nó cứng á là ăn không bị. Con tôm mà tôm xong á, cái cục gạch cứng ngắc á là ăn sẽ không bị. Mà cái cục gạch mà con tôm nhão nhão vậy nè, cũng biết bệnh đúng lúc quá ha. Ừ, là ăn phải bị á. Đó là sự thật mà. Cái gạch mềm này nè, anh mà ăn không á, kiểu như cái mở con tôm mà ăn cái gạch lỏng á, ăn hồi nó khó chịu người lắm. Thế là nghĩ bị sai. Cái là cái gì mà tinh tí gì của nó mà mình ăn một hồi là giống như nó sai vậy á. Ăn món này nực luôn á. Trời nắng nóng nè. Ăn đổ mồ hôi. Ướt áo luôn. Thèm bún riêu. Mà bún riêu cua á, ăn thì nó thường quá rồi. Lần nào cũng làm bún riêu cua hết. Ha, nghiên cứu. Đổi. Mà ngon thiệt. Nãy giờ ăn 2 cục à, cục bươi mình luôn. Ghi cũng ngon mà. Tại em ăn em bị sai á. Nãy quất 1 cục, anh cho 1 cục. Quá lớn. Đổ mồ hôi ướt hết trơn. Ngon ngon mà. Mỗi loại nó có mùi thơm khác ha. Giống như ăn cua thì nó thơm cua, còn nãy thơm tôm. Mà anh cảm thấy em thèm á. Em thèm gì? Em thèm qua ăn lần rồi thôi không? Như ăn vậy là chắc xong rồi đó. Bữa hổm em thèm nghêu. Anh mua về mấy ký nghêu ăn, ăn xong rồi tới giờ không thèm nghêu nữa luôn á. Ăn chán rồi. Ừ, làm như nó thèm qua ăn lần vậy thôi. Bữa ăn gì? Thèm mà đi ra ngoài tước cổng thấy con thấy cây cốc. Ăn con bữa một đó ai. Thèm cốc chấm mắm ruốc. Mua về làm xong rồi, nghỉ ăn luôn. Cái này không thấy ăn nữa. Thèm mặn cũng ăn được mấy trái mặn là xong. Thèm trái đều á. Cũng mấy trái xong. Mấy trái đều giống trái mặn á, mặn đều á. Cái mẹ mua về ăn được mấy trái xong. Biết làm sao không? Cái trái đều đó ăn uổng tiền quá. Trái đều có nhiều bác sĩ quá, ăn uổng tiền quá mà nó mắc. Có chỗ thì bán 30 ngàn ký. Nhưng mà đều không có ngon. Đều ngon.
bán 60.000 ký. Cái bự 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 vậy nè. Nhưng mà bị ấy lắm. Bị nhiều bác sĩ lắm bác cho nên là mua. Bị dồi ở đây kêu bác sĩ. Mình kêu lịch sự. Đó mà hồi ướt luôn á vậy. Ừ. Quá no rồi. Hay chồng ăn cái dĩa thịt còn nguyên tại nãy thịt để trong tô sẵn á cả nhà, cho nên là ăn không có gấp tới. Có cái này là ngon nhất. Có cái này là không có để gì cho nên là. Gặp em ăn nữa chắc là lưng nữa. Mọi giờ con người nó cứ cái đầu nó cứ xây xây lân lân. Đi sai à. Thôi hai chồng mình cũng ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Lần đầu tiên hai vợ chồng nấu cái món bún riêu tôm này cũng gọi là tạm thành công nha cả nhà. Mong cả nhà sẽ ủng hộ hai vợ chồng mình video này và những video sau này nữa nha. Còn bây giờ hai vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà luôn ủng hộ hai chồng mình. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.